Chuyện vừa đám cưới xong á, ăn chia làm sao? Thì giống như ông nói, tôi phần nhiều hơn. Thì đúng là tôi có nói vậy á, nhưng mà lúc đó tôi không có biết á. Tí tôi lo luôn cái đám cưới. Tôi không có biết á là tí cho của hồi môn nhiều tới như vậy. Nguyên cái miếng đất của má tôi luôn mà. Cho nên bây giờ phải tính lợi đi. 50-50, cả đôi bên cùng có lợi, đúng không? Lợi gì mà lợi? Ủa, tôi thấy bên tôi bỏ ra không mà bà đòi ăn 50. Trời ơi, bà cầm tin con gì bà khôn dữ vậy? Mà cái kiểu đó còn hơn cái đám giang hồ nó cắt cổ tôi nữa đó. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi cũng thiệt thòi nha. Tôi vừa mang tiếng một đời chồng rồi hả, ăn cơm trước kẽn. Không chịu hả? Không mấy tôi vô tôi nói với má tôi là khỏi cứ hỏi gì luôn đi. Tôi bớt tào lao đi, bây giờ bên nhà tôi lo hết rồi, đúng không? Ngay cả miếng đất của má tôi cho tôi á, đó là miếng đất của hồi môn, tôi buộc phải bấm bụng, tôi đau lòng nữa, tôi phải bán nó đó. Trời ơi, bà phải tính luôn cả cái nỗi đau tinh thần của tôi luôn đó chứ. Không mấy vậy đi. 6-4. 6-4? Ông 4, tôi 6. Ê, sao ra được chuyện đó được? Bây giờ hen, ông với tôi đám cưới xong. Cái ông với tôi làm giấy ly dị. Trời, vậy là sướng rồi hả? Rồi cái ông ôm hết tài sản của tí ông, rồi ông đi lấy vợ mới, sao không sướng? Còn tôi đây nè, tôi hả? Mang tiếng có chồng, rồi mang tiếng có bầu nữa. Ai dám bế tôi không? Cả đời này chắc tôi không đi bước nào nữa đó. Thôi bây giờ như vậy nha, nếu mà bà đã tính như vậy rồi, tôi sẽ quyết định tôi về tôi nói thiệt hết với tí luôn. Tôi suy nghĩ lại rồi. Nghĩ gì? Mình tính lại đi. Tính sao? Thì không có tính gì hết trơn. Nó nghe nè. Bình tĩnh đi, làm gì nóng như vậy ba? Nóng chứ sao không nóng? Bà nghĩ lại coi. Thì mới bây giờ vừa tính toán như vậy thôi, bà đã muốn lên đầu tôi ngồi rồi. Mà sau khi cưới về nhà, bà cũng muốn làm thêm cái gì nữa? Chắc bà lấy hết gia sản của tôi luôn quá. Thì tôi mới giỡn với bà nè. Mai. Dạ em tính ra rửa chén, anh chị nói chuyện tiếp đi ạ. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn dư, thoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng.